Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chế độ dinh dưỡng hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh nhân tim mạch. Vậy chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân tim mạch như thế nào là hợp lý? Để giải đáp thắc mắc này, các bạn hãy lắng nghe những lời khuyên dưới đây từ các chuyên gia. Thông tin có tại trang sức khỏe và đời sống. Bổ sung nho vào chế độ ăn giúp phòng ngừa ung thư, bệnh tim, Hãy ngăn chặn nguy cơ suy tim sau nhiều năm bị tăng huyết áp bằng cách bổ sung nho trong thực đơn hàng ngày. Bởi nho là thực phẩm giúp bảo vệ cơ tim, ngừa sơ vữa mạch, giảm lipid máu. Các nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng nho có chứa chất phytochemical, chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ cơ tim. Thực nghiệm cho thấy, sau 18 tuần dùng thêm nho trong chế độ ăn, các chỉ số huyết áp, chức năng tim đều được cải thiện. Nho màu tối hoặc nho trắng đều có thể giúp bạn phòng ngừa sơ vữa động mạch, không nhất thiết phải là nho màu tối. hoa quả và rau giúp giảm tử vong do bệnh tim. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, mọi người trên toàn thế giới ăn nhiều hoa quả và rau có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tàn phế và tử vong sớm do bệnh tim. Ăn nhiều hoa quả và rau sẽ làm hạ thấp nguy cơ tử vong sớm xuống 42% so với ăn ít hơn một phần rau quả mỗi ngày. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã phân tích dữ liệu và các nghiên cứu trước đây để xem xem việc tiêu thụ hoa quả và rau ảnh hưởng thế nào tới mức độ giảm sút sức khỏe liên quan đến bệnh tim. Kết quả khảo sát ở một số quốc gia cho thấy gánh nặng bệnh tim do hạn chế lượng hoa quả thấp nhất ở Rwanda 5% và cao nhất ở Bangladesh 25%. Gánh nặng bệnh tim do hạn chế lượng rau thấp nhất ở Triều Tiên khoảng 6% và cao nhất ở Mongolia trên 19%. Bệnh nhân tim có nên ăn trứng. Trứng thường được coi là lành mạnh và là nguồn protein phong phú nên được khuyến nghị đưa vào chế độ ăn hàng ngày. Nhưng với những bệnh nhân tim hoặc những người có nguy cơ bị bệnh tim, việc ăn trứng luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Trong khi lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol không tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin D, vitamin B12, folate, roboflavin. Chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Sikha Agarwal cho biết, Mặc dù ăn trứng hàng ngày không phải là ý tưởng hay, nhưng những người bị bệnh tim có thể thỉnh thoảng ăn trứng tùy vào lượng cholesterol của họ. Bệnh nhân tim có hàm lượng cholesterol trong tầm kiểm soát có thể ăn một lần trên tuần, trong khi những người có mỡ máu cao nên hạn chế trứng ở mức ăn một lần trên tháng. 10 phút đổ mồ hôi mỗi ngày có lợi cho tim Nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Mỹ cho thấy, chỉ cần vài phút hoạt động tích cực mỗi ngày có thể giúp trẻ em và thanh thiếu niên giảm nguy cơ phát triển các rối loạn tim và tiểu đường. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 11.600 trẻ từ 4 đến 18 tuổi ở Mỹ, Brazil và châu Âu. Các nhà nghiên cứu thấy rằng thay thế việc tập thể dục nhẹ nhàng với khoảng 10 phút hoạt động thể chất tích cực có thể mang đến những lợi ích tim mạch chuyển hóa đáng kể cho người trẻ tuổi và có vòng bụng tương đối lớn và bị tăng insulin trong máu. Đây là những yếu tố khiến trẻ có nguy cơ bị rối loạn tim và những bệnh chuyển hóa như tiểu đường tuyếp 2. Dùng vitamin tổng hợp không giúp giảm nguy cơ bệnh tim ở Nam giới. Hàng triệu người Mỹ đang sử dụng vitamin tổng hợp hàng ngày. Sau một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc này không giúp giảm nguy cơ bệnh tim ở Nam giới. Nhiều người cho rằng sử dụng vitamin tổng hợp dài ngày có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch ở Nam giới, vốn có tình trạng dinh dưỡng kém. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khẳng định dùng vitamin tổng hợp không giúp giảm nguy cơ bệnh tim ở nam giới trong thời gian theo dõi 11 năm. Các chuyên gia cho rằng, chiến lược phòng ngừa giảm nguy cơ bệnh tim không nên chỉ tập trung vào các sản phẩm bổ sung chế độ ăn mà cần chú trọng cả vào việc tập thể dục đều đặn kết hợp với chế độ ăn lành mạnh gồm nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo không bão hòa. Mọi người nên trao đổi với bác sĩ để cân nhắc việc sử dụng vitamin tổng hợp hoặc các sản phẩm bổ sung khác. ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ bệnh tim. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí mức độ cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây là kết luận được đưa ra từ trường y tế công cộng ở Suýt Tiếp xúc nhiều hơn với carbon đen, một chỉ dấu của ô nhiễm liên quan tới giao thông, sẽ làm giảm cho cholesterol tốt. Hàm lượng cho cholesterol tốt bị giảm đi rất nhiều ở những nơi có mức độ ô nhiễm cao. Kết luận được nghiên cứu trên 6.654 người trung tuổi và người già ở Mỹ, những người sống ở các khu vực có mức độ ô nhiễm không khí liên quan tới giao thông cao nhất cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, những biện pháp chăm sóc làn da mụn để đón Tết sẽ là những thông tin hữu ích chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thật ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.